Đầu như chúng chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay thì chúng giới thiệu tới cô chú anh chị cái mẫu chậu tròn 90 dán hoa văn cây tùng. Thì đây là mẫu chậu tròn chậu quay của anh chị, chậu quay nha, chậu quay trên cát. Thì chậu quay gáp. Thì chậu quay gáp là khi mình quay cái chậu xong thì anh chị mình tiến hành dán hoa văn. Nó quay chậu trơn xong thì hoa văn mình đổ sẵn và mình dán vô anh chị. Thì nhiều khi cô bác mình thấy nhìn vô cái chậu thì tưởng đâu là khuôn đổ, nhưng thật sự là cái mẫu chậu là mẫu khuôn quay. Anh chị nào mình thích chậu quay thì mình có thể tham khảo cái mẫu 90 này. Mẫu này thì ở cơ sở cũng bán rất là chạy nha anh chị. Thì chúng sẽ quay gần và giới thiệu chi tiết của cái chậu này để anh chị nào mình muốn mua chậu hoặc là mua khuôn thì anh chị mình được biết. Thì chậu này có chiều cao của chậu là 60 và cái lọt lòng của chậu là 90, phủ bì thì 1 mét nha anh chị. Và chậu thì nó gồm hai bộ phận, một là cái phần chân đôn bên dưới anh chị, và cái thứ hai là cái phần chậu. Thì chậu này nó có hai loại, loại là một loại đầu tiên là chân lùn, còn loại thứ hai là chân cao. Chân cao sẽ có một cái dĩ, có một cái dĩ mình để cái chậu lên, còn chân lùn thì chỉ có cái chân đôn với cái chậu thôi. Thì cái mẫu này là mẫu xây được 360 độ luôn. Anh chị nào mình trồng cây, khi mà lên cây rồi nó rất là nặng nề, mình muốn di chuyển cây hướng nào đẹp, chỉ cần mình xây cái chậu là chậu mình nó xây rất là nhẹ nhàng. Chậu xây được là nhờ bên dưới có cái đường rãnh để đặt đạn keo nên nha anh chị. Thì chúng sẽ quay gần quay văn cho anh chị mình xem. Đây là cái mẫu hoa văn cây tùng, hoa văn cây tùng nha anh chị, hoa văn nổi, hoa văn nổi rất là đẹp. Hoa văn này bằng khuôn silicon đổ ra. Thì cái chậu này thì cái phần chân anh chị mình thấy nè, đây cái phần chân này bên dưới là có cái đường viền hoa văn chữ T nha anh chị, chữ T lật ngược lật xuôi đó. Cái này mình khi mình quay xong mình dán vô, nó có cái khuôn mình đổ ra mình dán vô nha anh chị, nên là công đoạn mình làm rất là nhanh. Còn mình khi mình làm mình sơn hoàn thiện, mình sơn thì mình sơn giấy đá cách điệu. Sơn giấy đá là mình cách điệu mình sơn hoa văn, sơn làm sao cho nó nổi cho đẹp anh chị. Nó tốn công nhưng mà khi mình lên cái chậu nó sẽ rất là tuyệt vời. Và bên trên cái chậu nè thì sẽ có đường viền, ở dưới đây có đường viền nè, rồi ở trên đây cũng có cái đường viền anh chị. Còn cái chậu này mình dán ba mặt hoa văn, ba mặt hoa văn cây tùng như thế này và ba cái mặt hoa văn chữ thọ. Đây đây ba mặt hoa văn chữ thọ như thế này anh chị đó, ba mặt hoa văn chữ thọ. Chữ thọ là có con dơi, con dơi mình thấy ngậm cái chữ thọ là mẫu chữ thọ cổ đó. Thì mẫu chậu này thì cũng vừa trồng cây. Anh chị nào cô bác nào mình có cây cây mai khoảng tầm chung chung á thì mình lên chậu này cũng rất là tuyệt vời. Khi mà nhà mình có không gian thì mình để hai bên hai cái cũng rất là đẹp. Chậu này ngoài cái mẫu dán hoa văn thì anh chị mình còn một cái mẫu là chữ thuận buồm xuôi gió nha anh chị. Anh chị mình không thích cái hoa văn cây tùng này thì mình có thể là mua cái bộ chữ thuận buồm xuôi gió về mình dán. Hoặc anh chị nào mình đã có cái chậu rồi mà chưa có hoa văn thì có nhu cầu cần thì ở đây thì chung sẽ làm và đóng gói thì ship cho cô chú anh chị mình. Thì những cái hoa văn, những cái mẫu hoa văn bên cơ sở thì nó đã đi theo cái chậu, như ví dụ như là chậu chính thế này thì nó sẽ có cái hoa văn là theo chậu chính. Nên là khi của anh chị mình dán lên cái chậu thì mình thấy nó sẽ rất là sát nè. Anh chị mình thấy nó rất là sát luôn anh chị. Là hoa văn mình đã thiết kế lên cái chậu nên là khi dán rất là sát. Còn anh chị nào mình đã có chậu rồi thì một số cái mẫu hoa văn, một số cái mẫu chậu nó khác cơ sở thì anh chị mình về mình mua cái hoa văn về thì mình muốn sát, thì ví dụ là mình cái bụng chậu nó cong như thế nào thì mình mua cái miếng tôn á, mình bẻ theo cong cái độ chậu của mình thì mình vẫn dán vẫn ôm sát bình thường nha. Đó thì chung chia sẻ thêm để anh chị nào mình có mua thì mình sẽ biết thêm cái thông tin đó. Còn mua khuôn bên cơ sở thì ở đây thì chung sẽ gửi và ship toàn quốc anh chị. Đó mình có mua khuôn thì liên hệ với chung. Thì khuôn thì cơ sở sẽ rất là đa dạng mẫu. Ngoài cái mẫu chậu chính này ra thì cơ sở còn có là từ cái mẫu chậu tròn 50 cho tới 1,4 m, rất là nhiều mẫu. Thì hôm nay chúng sẽ chia sẻ cái mẫu chậu này, thì có thời gian chúng sẽ lên clip và chia sẻ những cái mẫu chậu khác nha anh chị.
Thì mẫu chậu 90 là nó như thế, anh chị nào mình có nhu cầu mua khuôn thì vui lòng liên hệ với Chung. Thì cú gieo Chung chúc cô chú chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong sống nha. Đây là số điện thoại nè, anh chị mình có thể là liên hệ số điện thoại này 0385 129 159 nha anh chị. Rồi cú gieo Chung cảm ơn cô chú chị rất là nhiều.